Xê đấu thứ hai bắt đầu. Ê díp, ê díp xem à. Ý giời tươi. Ở bên kia cũng xem. Bên kia cũng xem xăm. Ở bên mình vẫn đẹp hơn. Đẹp hơn vị trí Ê díp và Sumer. Đây là Ê díp đến từ Hoàng Mai Nhi. Còn Thầu là một bài đấu cầm xe. Hai trận xe này tiếp đến từ Thầu rồi. Anh kèm này cầm quận khá đẹp chứ. Exciter trận này cũng xen này. Nhưng mà trận trước cái sức sát thương của Exciter gần như là ít. Thầu thì vâng đúng cân đôi luôn. Ok, ok. Xin chào anh Đoàn Quang Anh. Đất là bán sa mạc, rộng rách. Và giờ đang thấy là đang chưa có rừng. Có lẽ là vẫn sẽ cố gắng mà đánh cùng. À có rừng kia rồi. Cố gắng mà để đánh cùng. Chứ thật sự ra Ezit trận này đánh chém cũng chả chém được ai. Không chém được xăm được thì chắc rồi. Mà bằng chém xe thì lại quá khê. Bài thầu lại được à. Ôi thật đã. Không phải quả kép thì cơ thầu. Ở bãi quả được 3 cây, vãi lều. Somas. Rogan? Zoganta. Malamas. Zoganta. Malamas. Somas. 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 Yuri. Malamas. Yuri. Trận này thầu lại đến đâu với Exciter? Zoganta. Exciter là một game thủ bằng thuộc hệ bằng trường phái trộm chó, nhưng mà gặp ngay ông tiểu bản thầu nó lại là lợn. Thành ra hơi khó đấy đâu với đối đầu với thầu. Thì từ khi lên được đội trưởng BB Club thì thầu có lẽ tăng cũng phải được đến tới 20 cân rồi. Kìa hao ơi, Exciter lại không đi dò. Cần được, tự tin lên. Nãy giờ thằng Exciter nó có đi dò đâu. Bọn nó vẫn cứ chết mình như thường. Nên là cứ thoải mái tự tin lên. BL và BM. Khả năng Exciter lại trận này hy vọng là lăn quay ra chết đi. Cứ lên sớm đi, không đi dò đi. Rồi vâng rồi chết. Tự nhiên mất 300 thực rất phi. Hồi X nó còn lên sớm hơn. Giò là con giò khả năng sẽ có cái công. Đến cái giáp thì lần lượt 13 là hơi vón. Có giò thì Exciter đây luôn. Ui X4 voi.
Căng. Chúng tôi và Thầu gặp nhau thì cứ gọi nhau là con lợn này thôi. Cứ gặp nhau chào nhau không có chào đâu nhau đâu. Cứ à, con lợn này. Đây này. Còn đây là anh em cứ thoải mái. Somers. Glory. Bên này là nhà Summer. Thôi 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 thôi. Chém Zoom thì có lẽ là không. Phủ phủ chiếc xe hàng vào chém Summer thì hơi khê. Nông dân mặt dày. Bà chưa lên đời mà bà lên muộn. Rồi chém nào. Đấy, cảm thấy sức giác tương ấy trận này nó biết chơi đấy, nó phù nó biết chơi đấy. Đen, đen, ăn được, con phù này đánh rồi. Con phù này với cái map này đánh rồi. Đấy, đen, bảo là đen rồi. Khả năng anh sẽ lên sớm và chết này. Ăn được con phù này là, ăn được con đằng đàn là chết luôn. Chết. Hay lắm Thầu, đèn đi kìa. Trời ơi, sao không để đấy thì con đèn đi. Đấy anh em thấy những xe tơ lên sớm với xe tơ có sức sát thương đâu. Đèn tiếp, không có nói nhiều, đèn tiếp. Đèn, đấy, bảo rồi, map đánh rồi. Con phù ấy tôi cũng chơi rồi. Thầu vẫn đang đánh là rất hay. Vâng, chưa biết làm thế nào để cản được tiểu bàn Thầu lại này. Đấy theo lời của vâng bầu Lý Thông đang nói. Đánh hay cá. Rồi quýt luôn. Exciter thì làm cái gì? Không đi dò thì làm cái gì? Vâng, làm cái gì? Không đi dò 4 voi, 5 voi đi. Gặp Thầu là tắt điện hết. Tỷ số là 1-0. Thầu đánh hay đấy nhỉ. Trời ơi Thầu. Và tỷ số là 1-0 C2.